sẽ nhỏ hơn. Nó sẽ hoàn toàn có thể nhìn thấy trên Thái Bình Dương và hầu hết Bắc Mỹ. Sẽ được nhìn thấy trên mặt trăng mọc ở Úc và châu Á, trong đó có Việt Nam và mặt trăng lặn ở Nam Mỹ và Đông Bắc Mỹ. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA, năm 2022 chỉ xảy ra 2 lần nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực toàn phần cuối cùng trong năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 và có thể nhìn thấy từ châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, một phần Đông Âu, Bắc Cực và hầu hết Nam Cực. Sau sự kiện này, phải chờ đến tháng 3 năm 2025, thế giới mới có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần.